Hai năm kiểu xông lên, xông thẳng lên. Rồi, về cánh của em. Không rồi, hai người đấy đi. Kiểu đấy đấy. Anh ơi, đứa anh, như này để qua đấy. Qua, đứng đây thôi. Đấy em cho dọn. Tập trung quay này được. Tập trung quay phim cái này. Tốt. Bé vào chơi ăn nó. Em về đây. Để đá bắt nó về. Không có ai ấy, thì cứ để cao lên. Không, không ai làm đạo diễn nhỉ. Quả này quyết tâm cho là quay. Cùng với là một bắn một. Cắt. Tường mới có 3 phút thôi anh ạ. 5 phút rồi. Ừ. Anh hỏi là bao nhiêu phút rồi nhưng anh hỏi là quay ngon. Anh hỏi rõ. Đá thì phải dưới tầm 15 phút rồi. Đợi mình lên hả? Đừng đi vào chứ anh ơi. Ra biên lùi này. Đó phạt luôn. Xe chơi căng nhỉ. Chơi gì mà. Liền ơi, liền ơi. Ăn cơm nó lên cao nào. Chụp lên. Chừng. Đấy luôn, đá tiếp. Hay quá. Đánh cả sau đây. Ôi trời ơi. Hai thầy người đây. Đúng rồi. Bảo nha. Cắt. Vẫn còn.
Thẻ thẻ thẻ. Rút thẻ nhá. 500 yên. Chưa chết.8 phút rồi. Anh ơi tầm tầm này được tầm 10 phút. Hai người được chưa? Tầm 10 phút được. Là được. 10 đến 12 phút là đủ chậm. Tại vì hai người quay sau. Đấy sao? Đấy cuối rồi. Đây bóng tập trung mạnh của Nguyễn Cú Bi. Ủa không được rồi. Còn đi đâu? Đó đi. Anh xin chân mà. Chân. Nói tại sao? Nó bị nghe trái thổi nhờ. Em ơi lột thẳng đứng luôn. Bà cũng đẹp. Bắt đây sao này. Ôi, xin bỏ em vừa em ơi. Hùng ơi, sao không em ơi? Mau bỏ trọng tay tiến vị ra. Anh Tùng bảo. Tốt thiệt á. Anh Hùng cương vào mình va chạm đấy. Đấy là tầm 3 phút. 12 phút. Tầm 12 phút. Còn bao nhiêu nữa? 8 phút thì 9 10 phút rồi. Thì còn tầm 3 phút. Chúng ta đây không hỏi rồi đâu. Anh ơi, cho huấn luyện viên thở vào. Cho là phải đứng đá bao nhiêu trận luôn không? Đấy rồi. Ui trời ơi. Còn tầm 5 phút nữa, còn 4 5 phút. Chơi quay đâu về? 3 phút trận đúng không? Đá bay nhập vào bù giỏi. Đá không nghỉ.
đây. Không ơi, quay cái gì mà xinh kìa. Vẫn là nguyên cú bin. Ui. Trở vàng nữa là treo giò một tuần nhá. Trời ơi, cái gì à? Ôi.
Không nhổ rồi à. Tất cả anh Nguyên không truyền ra không chút đâu. Đâu đây? Đã hết giờ rồi đi ra đây cha. Thôi nhanh lên, thấy người đã tiếp đi. Ông ơi. Bóng đội xanh. Để ghi lùi ra tí nha. Ui. Rồi 35 thôi. 35 phải đến đấy. 45 hết rồi. Biên. Cho một quả bóng vào em ơi. Để bóng lên. Chắc không phải Trung Anh nhặt em ơi. Dạ. Lùi tí anh ơi. Không này,
Mấy thẻ rồi, đếm thẻ tí chút tiền. Hai thẻ rồi, hai thẻ rồi. Ai đấy thì Quý.